cả nhà cùng ăn cơm mùa dịch với hai cha con mình nha. Nó đơn giản mà đó, vậy thôi, không có gì chỉ cần nước. Cơm đi rồi ăn xong rồi ngủ. Ngủ xong vậy làm gì? Mùa này mà ngủ có để đâu các bạn ăn không á chứ. Này là mùa dịch này là các bạn ăn cho no rồi ngủ. Ngủ xong rồi dậy làm đồ ăn rồi ngủ tiếp. Coffee lướt TikTok rồi lắm. À cái canh này ngon quá các bạn ơi. Tuyệt vời. Canh này thịt heo này chấm với nước mắm mặn ngon lắm. Quá ngon. Để thịt ra hết. Ớt chanh này bà hai bà cho nè. Hai cho nè. Ừ. Vậy? Ừ. Trời trời. Cay dữ không? Không. Đó, không cay gì. Để nó. Đổi mới cay. Hết đổ cay. Mà chấm nước thịt heo mà chấm nước mắm mặn ăn ngon nha bà. Quá dạ. Cái rồi thịt thịt ướp muối ớt nướng ủa chiên á ăn tuyệt vời luôn. Chén nữa các bạn, canh ngon quá. Múc nước canh trời nắng làm hấp canh đã. Rồi này ăn nguyên miếng đi. Nhìn sao? Lấy nguyên miếng đi, 10 miếng đó. Miếng bự đi ha. Miếng nào cũng được. Thấy không, thấy không các bạn? Rồi rồi miếng bự không thấy không? Ngon không? Ngày ăn hết thèm ha. Dịch tới ngày ở nhà thèm này thèm kia hoài. Trời nóng rồi mà ăn canh nóng là ngon nha các bạn. Đổ mồ hôi ra nó hạ nhiệt cơ thể thì quá đạt. Chấm miếng thịt vào đây. Này, thèm công trường ha. Thèm công trường ha. Bây giờ thèm cơm sườn các bạn. Thịt chiên muối ớt mà già đâu có cơm tắm đâu, đâu có tắm đâu nấu cơm sườn. Ăn cho khỏe rồi vô nằm ngủ, ngủ xong rồi lít tít tóc đừng đi ra khỏi nhà. Các bạn cũng đi ra khỏi nhà đó các bạn. Ăn cho đã. Xong rồi ngủ. Rồi vô lấy TikTok, đứng ra khỏi nhà. Mất 7 triệu rưỡi. Cái em ướp có con trái màu đẹp đầu lụm luôn. Canh rau già không có mướp nhìn kỳ ha. Canh rau già không có mướp dòm kỳ hên. Còn đựng trái lụm hay mà chấm mặn mặn vậy là cực kỳ. Không bị thèm nữa ngon quá. Ngon quá.
ngon các bạn, tuyệt vời luôn. Mấy người lớn tuổi á, các bạn đừng có sợ. Các bữa ăn ướp thịt trong nãy mình nói các bạn á, chỉ với các bạn á, là các bạn lấy cái cán dao các bạn bầm á, lật cái lưỡi dao lại các bạn bầm, nó thịt nó mềm đã lắm, người lớn tuổi ăn bình thường. Ba mình mà sáu mấy tuổi rồi ăn bình thường, ngon mà, chất lượng. Chúc các bạn một buổi trưa vui vẻ, ăn cơm ngon miệng nha các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ kênh Vlog Khéo Quê.